Âm thanh số xin chào anh Khởi, rất là cảm ơn anh đã quan tâm và ủng hộ, có đặt là bên công ty chúng em một đôi loa âm quất đây em nó đây ạ. Em đang chuẩn bị test và kiểm tra chất lượng âm thanh trước khi đóng hàng gửi đi cho anh đây ạ. Vâng, em nhân dịp tri ân khách hàng, công ty chúng em có tặng anh một phần quà nho nhỏ, đó là một gói trà Tân Cương đặc sản của Thái Nguyên ngoài miền Bắc chúng em đây ạ. Hương vị trà rất là thơm ngon, giúp anh thư giãn và tỉnh thoải mái, nghe nhạc du dương và nhâm nhi những tách trà thơm đậm hương vị miền Bắc rất là sảng khoái. Em sẽ vặn to volume lên để cho anh nghe và cảm nhận để biết cái sự lựa chọn của mình là anh có quan tâm thì bên em sẽ tư vấn và cụ thể hơn cho anh. Đây, sơ qua về cấu hình mặt sau của em nó cũng rất là đơn giản, có hai cầu âm và dương, dương và âm đây, đỏ và đen để lấy tín hiệu âm thanh vào. Từ âm ly đây, từ âm ly hoặc cục đẩy ra này. Đây, mình đấu cũng từ đường ra của âm ly hoặc cục đẩy này, từ đỏ với đỏ và đen với đen. Đây. Hai bên đều như nhau. Vâng, ở đây hàng của anh Khởi đấy. Anh em chúng em vừa đóng xong kiện hàng cuối ngày. Và chúng em vẫn rất vui, rất là cảm ơn anh. Em bên trong em có bọc các xốp rất cẩn thận đấy. Anh cứ yên tâm nhé. Một lần nữa em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin chúc anh sức khỏe. Em về đây. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Hẹn gặp lại anh. Em chào tạm biệt anh.